Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho bản tin thời sự. Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính có trong bản tin thời sự hôm nay. Lực lượng công an huyện Bến Lức triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2017. Nhức nhối nạn cướp nghêu, cướp sò trên ngư trường Kiên Giang, phản ánh có trong nội dung phần tin trong nước. Tin thế giới, những xu hướng hàng đầu định hình sự phát triển toàn cầu trong 10 năm tới. Cuối năm là thời điểm mà mật độ người tham gia lưu thông gia tăng, khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên phức tạp. Trước tình hình đó, công an huyện Bến Lức đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Trong đợt cao điểm này, công an huyện Bến Lức sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện đông như tỉnh lộ 830, 830C, 835, trong đó tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, giải tỏa phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, nhất là trong những ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ Tết. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động đã chủ động phối hợp với lực lượng đội 6 thanh tra giao thông, phòng tài nguyên môi trường và các lực lượng ở công an xã, thị trấn tổ chức cao điểm xử lý các cái hành vi vi phạm về cản trở giao thông và vi phạm về vệ sinh môi trường để tạo ra cái đường thông lề thoáng và cái mỹ quan sạch đẹp để đón Tết. Bên cạnh tuần tra kiểm soát ở các tuyến đường, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đặc biệt quan tâm giải quyết tình trạng ùn tắc vào những giờ cao điểm tại ngã năm thị trấn Bến Lức. Vì do quy định cấm xe lưu thông theo giờ trên tuyến quốc lộ 1 nên các loại xe tải trọng lớn lưu thông vào tỉnh lộ 830C gây nên tình trạng ùn ứ tại vòng xoay ngã năm thị trấn Bến Lức vào những giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động, công an huyện Bến Lức sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang gần kề. Những ngày này, một số gia đình bắt đầu thuốc may để qua khai nụ vào thời điểm đầu năm mới, với mong ước năm mới may mắn tài lộc. Năm nay, điều kiện thời tiết không ổn định nên đa số người dân gần nước chủ động tuốt lá mai sớm hơn mọi năm. Thường thì vào rằm tháng chạp, nhưng năm nay có hộ dân còn tuốt lá mai trước đó vài ngày. Hàng năm á, thì mình thứ nhất là mình phải nhìn vào cái thời tiết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhìn vào cái nụ của cây mai. Nếu mà nụ của cây mai mà nó nhỏ quá thì chúng ta phải tuốt sớm một tí đó, để mà cho cây mai nó trổ vào dịp Tết nó đúng ngày. Thì lúc đó mà cây mai nó trổ vào dịp Tết đúng ngày thì cái sắc xuân nó sẽ đẹp hơn. Trồng và chăm sóc mai không khó, nhưng quan trọng nhất là thời điểm tuốt lá để qua nở đúng vào những ngày Tết là vô cùng khó. Với trên 15 năm kinh nghiệm trồng mai, nhưng khi tuốt lá, anh Nguyễn Văn Ân, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Kiển xã Phước Tuy cũng không chủ quan mà hết sức tỉ mỉ, cẩn thận trong khâu này. Mai có gốc và chám đẹp, nhiều nụ được anh Ân chọn để tham gia hội hoa xuân của huyện Cần Đước hàng năm. Đem những cái cây mà nó có cái kiểu như dáng đẹp, rồi cây có giá trị thì đem tham gia cái hội xuân của huyện để tăng thêm về cái đẹp của cái hội xuân của huyện mình. Ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng không thể thiếu sắc vàng của hoa mai. Tại Cần Đước, nhiều gia đình không những trồng hoa mai chuyên Tết, bán Tết mà còn nhận chưởng mai từ ngay sau Tết năm trước. Người trồng mai ở Cần Đước nói riêng và của Long An nói chung kỳ vọng mai sẽ nở đúng vào dịp Tết, như đem lại nhiều may mắn hạnh phúc cho gia đình trong năm mới. Sau đây là những thông tin về hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Đoàn cán bộ huyện Mộc Hóa đã đến thăm và chúc thọ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo địa phương chúc các cụ sống vui khỏe và trường thọ, động viên con cháu vun đắp hạnh phúc gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, đồng thời tặng quà và trao giấy mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 12 cụ tròn 90 tuổi, chuyển thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước và giải lụa cho cụ Nguyễn Văn Bang, ngụ xã Tân Thành, và cụ Nguyễn Thị Nơi, ngụ xã Bình Hòa Tây, tròn 100 tuổi. Trao giấy mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với 4 cụ tròn 95 tuổi, cha mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Tạo trên 100 tuổi.
Tại huyện Đức Hòa, đoàn y bác sĩ Mạnh Thường Quân đến thăm khám bệnh và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 42 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các xã thị trấn. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa đã tận tình thăm hỏi sức khỏe, chúc các mẹ sống an vui cùng gia đình và các con cháu đón một cái Tết ấm áp tươi vui. Đồng thời gửi tặng mỗi mẹ một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng. Các phần quà trên do Ủy ban nhân dân huyện vận động các mạnh thường quân trên địa bàn huyện Đức Hòa đóng góp. Dịp này, các bác sĩ trung tâm y tế huyện Đức Hòa cũng đã khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho các mẹ. Thưa quý vị, những ngày đầu năm 2017, xã Chiên Hợp tác xã Đồng Lợi ở xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang luôn thấp thỏm nỗi lo mất mùa nghêu sò do tình trạng xâm hại khai thác trái phép của nhiều đối tượng từ nơi khác đến. Vấn nạn cướp sò, cướp nghêu đang diễn biến phức tạp trên ngư trường Kiên Giang, không những gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho hợp tác xã mà còn làm tổn hại đến môi trường sinh thái giang biển, suy kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Hợp tác xã Đồng Lợi được ngành chức năng tỉnh Kiên Giang giao quản lý khai thác bãi giống thủy sản 600 hectare giang biển thuộc địa bàn xã Bình Trị, Kiên Lương với 190 xã viên tham gia. Tuy nhiên, mới vào đầu vụ thu hoạch nghêu lụa, nhưng tình trạng xâm hại khai thác trái phép bãi giống của hợp tác xã Đồng Lợi những ngày qua diễn ra hết sức phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục diễn biến xấu hơn trong thời gian tới, nhất là vào giai đoạn cao điểm thu hoạch. Vào tháng 1 là cho cào nghêu lụa, thì những ngày gần đây thì tình hình của hợp tác xã rất là phức tạp, là trông giữ là ngày và đêm luôn. Thì cái lằn ranh của hợp tác xã đó thì nó kề cận với ở phía bên ngoài để nhà nước cho khai thác. Những người cào trộm này họ sơ hở, coi tình hình mà sơ hở hợp tác xã thì họ sẽ ồ ạt vô ban ngày lẫn ban đêm, thì họ sẽ ăn cắp. Thì tình hình vừa qua thì nó cũng rất xấu, ban đêm thì họ có hành động kháng cự, họ dùng dao gậy hay là mã tấu rồi đó. Có thấy mình đi hai người thì nó có trộm cắp cào sò này nọ lụa, rồi mình lại mình năn nỉ nói nó không nghe, nó còn chống cự lại nữa, thì mình mới điện vô lực lượng của xã, thì ra thì nó chạy. Hiện nay, vùng giang biển huyện Kiên Lương hàng ngày có từ vài chục đến hàng trăm phương tiện tập trung khai thác nghêu lụa, sò lông và những loài thủy sản khác. Họ ngang nhiên xâm hại vào khai thác bãi giống của các hợp tác xã. Các đối tượng tập trung hàng chục phương tiện đồng loạt nổ máy vào bãi cào bất chấp sự can ngăn của lực lượng bảo vệ. Điều nguy hại hơn, các đối tượng sử dụng dao, búa, mã tấu, gậy gộc sẵn sàng uy hiếp, hành hung anh em bảo vệ của hợp tác xã khi không có sự hỗ trợ của lực lượng kiểm ngư, bộ đội biên phòng và công an. Xây dựng chúng tôi á thì cũng mong muốn là cũng như ngành chức năng như biên phòng, cửa khẩu cảng là cũng ở trên địa bàn nè, vậy thì kiểm ngư cũng như hỗ trợ cho để mà bảo vệ cái nguồn lợi hải sản của hợp tác xã, cũng như cho tốt những cái đối tượng nó ít xâm hại lại. Trước tình trạng cướp nghêu, cướp sò trên ngư trường hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với các lực lượng hữu quan và huyện Kiên Lương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản, kiềm chế, ngăn chặn, không để xảy ra xung đột, tranh chấp ngư trường. Đặc biệt chú trọng kiểm tra những tàu cá khai thác nghêu lụa, sò lông trái phép, không có giấy phép và xử lý theo quy định.